Chào mừng quý vị khán thính giả đã đến với bản tin sóng TV ngày hôm nay. Tập quân Bình mời Hun Sen đưa con sang Trung Quốc chữa trị, sợ bị đầu độc Hun Sen đưa con sang Việt Nam cầu cứu. Kính thưa quý vị khán thính giả, trong sự vụ con trai của Hun Sen bị gãy chân trong khi bón tặng thật thử nghiệm, Thủ tướng Hun Sen Campuchia đã đổi lấy cho vũ khí của Trung Quốc kém chất lượng gây nên tai nạn. Ông cũng không cho con trai sang Trung Quốc chữa trị vết thương, bị phong, tin tưởng vào người chấn động nhà nước trung quốc tập quân bình từ đó đã gây nên nhiều khúc mắc lớn giữa hai thị trà hun sen có lẽ từ trước đến nay hai thầy trò tập quân bình chưa bao giờ có những bất đồng lớn như vậy điều này đến từ cả hai phía chứ không riêng gì cho hun sen cũng không cứu chữa cho tập quân bình ai cũng có cái ý riêng của mình nếu cả hai cũng có cái tôi quá lớn sẽ dẫn đến mối quan hệ tốt đẹp của hai nhà nước sụp đổ. Việc này cả hai đều không muốn, bởi như vậy cả hai đều bất lợi. Và người hưng lợi ở đây chính là người Việt Nam. Cách đây mấy ngày, chính Hun Sen đã ra trả miếng, nhắc người Việt Nam. Nói về vụ án ông Ngô Xuân Lịch trốn sang Trung Quốc, ông Hun Sen cho rằng rất nhiều quan chức Campuchia đã trốn sang Việt Nam, nhưng chính quyền Việt Nam không trao trả lại cho Campuchia. Bây giờ ông Ngô Xuân Lịch trốn sang Trung Quốc, phía Việt Nam lại yêu cầu Trung Quốc trao trả về cho Việt Nam ra sao? Nếu con trai Hun Sen không bị vũ khí Trung Quốc gây tai nạn, mà vũ khí đó của một nước nào khác sản xuất thì câu chuyện xung đột này sẽ không xảy ra ý của hun sen cho rằng các loại vũ khí tốt của trung quốc bán cho các nước khác còn vũ khí chấm lại cho campuchia bởi vậy con trai của ông mấy bị trọng thương như thế tuy nhiên phía trung quốc lại cho rằng trình độ xử lý kỹ thuật của con trai ông quá kém nên xảy ra tai nạn chứ vũ khí của trung quốc đều là loại tốt cuộc tranh luận chẳng bao giờ đi đến hồi kết khi cả hai đều không nhìn nhịn lẫn nhau, trong quá khứ nhiều nước mang vũ khí của Trung Quốc đều xảy ra tai nạn. Đó là chuyện rất bình thường, bởi tiền nào thì của đó, vũ khí Trung Quốc bán ra thị trường giá cả chỉ bằng phân nửa các loại vũ khí khác của Nga hoặc Mỹ, như vậy làm sao có thể gọi là chất lượng. Tuy nhiên vũ khí của Trung Quốc vẫn bán chạy như tôm tươi, bởi các nước nghèo nên tiền bỏ ra mua vũ khí của Trung Quốc hợp với túi tiền của mình trong tuyên bố mới nhất của Tập Cận Bình, ông khẳng định Trung Quốc đã bán ra thị trường số vũ khí bằng cả ba nước Mỹ, Nga và Pháp. Gộp lại trong một năm, tương lai gần một mình Trung Quốc sẽ chấp cả, thêm Anh và Ý gặp lại. Như vậy là cả thế giới tin tưởng vào hàng của Trung Quốc. Thế nhưng, nếu ai tin ý sẽ hiểu rằng, việc tham rẻ nên các nước đều mua hàng của Trung Quốc, chứ không phải là hàng Trung Quốc chất lượng. Vào ngày hôm qua, chúng tôi đã loan báo thông tin về sự cố ngoài ý muốn trong buổi tập bán đạn thật nhằm thử nghiệm các loại vũ khí mà Trung Quốc viện trợ cho Campuchia. Trong những năm qua, Thủ tướng Hun Sen đã tắc quyền cho Thủ tướng trưởng Nam Hồ Manet làm tư lệnh lứa đoàn 70 cùng các cố vấn quân sự người Trung Quốc tham gia cuộc huấn luyện này. Mục đích chính là kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các binh sĩ và tín hiệu của các loại vũ khí hiện đại của Trung Quốc. Cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra tại khu vực rộng lớn khoảng 100 hectare địa bàn chống với chiến trường thực tế vì nó có nửa đồng bằng, nửa đời núi cạnh vịnh Thái Lan. Tại huyện Đăng Tông, tỉnh Campos, ở phía nam Campuchia, cách thủ đô Phnom Penh 126 km, cách biên giới thành phố Hà Tiên, Kiên Giang chỉ có 40 km và cách đảo Phú Quốc khoảng 38 km. Các cố vấn người Trung Quốc lập địa trận giả, sau đó hướng dẫn các binh sĩ của Campuchia sử dụng vũ khí để tấn công vào các mục tiêu gia định đặt trên bộ trên núi và ngoài khơi tỉnh Thái Lan. Tuyến đầu là các xe tăng xe bọc thép như ZFB 05A 209, D2 79 bộ binh pháp phòng không, tên lửa, máy bay trực thăng xếp chính hỗ trợ trên không. Nhìn toàn cảnh cuộc tập trận giống như cuộc chiến tranh thực sự đang diễn ra tại Campuchia. Các tư lệnh chỉ huy hội trong các lều bạt gió chiến bên cạnh là hệ thống thông tin liên lạc liên tục thông báo cho nhau để nhận lệnh và tiến hành tấn công vào các mục tiêu giả định. Thủ tướng Homanet làm tư lệnh bên cạnh các khu vấn cấp cao người Trung Quốc đang đứng hướng dẫn chứng xử các lỗi khi không đúng với thực chiến sau khi xe tăng thiết giáp ở tốc đầu tiên tiến lên tấn công Xong mục tiêu là cái quan trọng lại vị trí thứ hai nhận lệnh tất cấp vào vị trí gia đình khác phức tạp hơn vị trí ban đầu trong khi cho xe tiết giáp quay trở lại sự cố xảy ra khiến tháp giáp 30 b trục chặt nút bán bị kẹt cứng cỏ làm nó tự động xả hết cả băng đạn vào trong doanh trại lập bằng liều bạt giả chiến khiến bốn cố vấn trung quốc nằm bất động còn Tổng tư lệnh Thủ tướng Homanet bị hàng chục phiến đạn vào trong chân. Tư lệnh Homanet bị đổ gục như cây bị bật cấp. Tiếng kêu thảm thiết của ông không làm cho không làm cho thấp cáo ngưng sử đạn cho đến khi hết sạch đạn, đã nạp nó mới chịu ngăn. Phó tư lệnh may mắn không bị trúng đạn vì ông đứng bên ngoài tranh chạy trực tiếp theo dõi. Ông nhanh chóng trái lệnh tạm dừng cuộc diễn tập yêu cầu tháo hết đạn pháo và tên lửa nạp và đồng súng ra ngoài để phòng súng cấp cò các nhân viên y tế trực lệnh khẩn cấp đưa nạn nhân bất tỉnh lên trực thăng xếp chín nhanh chóng trở về bệnh viện quân y tỉnh Campos. Bốn cố vấn quân sự cấp cao người Trung Quốc thiệt mạng ngay tại chỗ vì những viên đạn Bali trên thấp. Báo của xe bọc thép ZFB05A đã kín người may mắn cho trung tướng Homanet đang đứng nên bị bắn trúng chân. Khi Thủ tướng Hun Sen nghe tin con trai Homanet bị hàng chục viên đạn bắn vào chân, bị gái và tổn thương nặng, có nghi cơ vì ngoại trưởng này cắt bỏ ngồi xe lăn cả đời. Thông tin này làm huyết áp của ông tăng đột ngột, khiến ông chóng mặt và khá quy cụt ngay xuống đất. Các vệ sĩ đã lao vào đỡ ông dậy. Các bác sĩ của Trung Quốc yêu cầu ông nằm im lặng dưới đất vì nếu đỡ ông trực chạy trong lúc huyết áp cao sẽ khiến vỡ mảnh máu não, gây trục quỵ rất nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ chuyên khoa huyết áp người Trung Quốc mất khoảng 3 tiếng mới giúp ông tỉnh dậy, mặc dù sức khỏe còn yếu, khiến ông nói rất khó nghe ông nói đi nói lại nhiều lần đưa ông đến thăm con trai Homanet. Mọi người phải tập trung và suy đoán mãi mới hiểu được ý của ông. Ông được chiếc xe 54 đến thăm con trai. Nhìn thấy đôi chân của trưởng nam bị nẹp như muốn rời ra ngoài khiến ông đỏ mặt toàn thân rung đẩy. Nhìn thấy cha mình như vậy, Homanet mới nói lời động viên con không bị sao đang chỉ bấm vào phần cứng để các bác sĩ hội chuẩn xong sẽ tiến hành phẫu thuật lắp đạn ra ngoài chỉ một tháng sẽ bình phục và có thể đi lại bình thường. Thủ tướng Hun đã từng tham gia cùng với quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc chiến tuyến Việt Khmer đó trong nhiều năm. Ông chứng kiến rất nhiều binh sĩ bị trúng bom đạn nên ông hiểu được rất khó để có thể phục hồi lại khi đứa chân bị lệ tử chỉ còn cách cắt bỏ. Sau đó cả cuộc đời còn lại cắm với chiếc xe lăn Ông cay đắng xét lần thất vọng, e thất... ê chề bị bao tâm huyết đều dùng cho Homanet với hy vọng tươi sáng sẽ dành hết cho nó. Ông đại chỉ đạo phong chức tướng Nam lên chức thượng tướng, cánh cửa mở toàn giúp cho Homanet sẽ nơi ngôi mà ông truyền lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Bây giờ lại xảy ra tai nạn bất ngờ này khiến ông vô cùng tuyệt vọng. Ông bắt đầu nghi ngờ người Trung Quốc bằng việc cho lệnh cho đại tướng Steven, Bộ trưởng Quốc phòng Bộ Campuchia trực tiếp chỉ đạo các kỹ sư tháo dỡ hết các vũ khí mà Trung Quốc viện trợ để kiểm tra nếu có trục trặc sẽ bắn sạch ngay và sau đó cho các chuyên gia đánh giá chất lượng là vũ khí của Trung Quốc. Nếu không đạt được yêu cầu chấp nhận kinh phí thuế, tàu vận tải trả hết trả về lại cho Trung Quốc. Thưa các bạn, các bác sĩ chuyên khoa xương khớp, chính hình đã báo với Thủ tướng Hun Sen, cán bộ không thành công như mong đợi. Nhiều khu vực sưng ống bị trúng đạn vỡ vụn gây tình trạng kép lại rất khó khăn. Bác sĩ đã khuyên ông nên đưa Thủ tướng Humanet sang Việt Nam chữa trị tại Bệnh viện Quân Y 1, 21 tại số 1, đường 30 tháng 4, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thực thuộc Tổng cục Hậu Cần, quân khu 9. Đây là bệnh viện có các y sĩ bác sĩ chuyên khoa rất giỏi về xương khớp. Họ là các bác sĩ trước đây đã được đào tạo tại Liên Xô, sau đó tham gia chiến trường miền Nam, tiếp đến là các chiến trường ca, tức là chiến trường tại Nát A nhằm tiêu diệt quân Khmer đó. Vì thế nên thực tế họ đã được trực tiếp chữa trị, kép rối xương khớp cho hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn binh sĩ ở chiến trường, nên có kinh nghiệm dài dạn mà ít quốc gia nào vượt qua được kỹ thuật của họ các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến trên hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận bản tin của kênh sóng tv đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đừng quên like chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại